Sau hơn 2 vụ canh tác rau xanh sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm từ chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, các hộ trồng rau nhận thấy năng suất nâng cao. Qua đó, mô hình đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Tận dụng một sào đất trống quanh nhà, 2 năm qua, chị Crew, làng Phung, xã Biển Hồ thường xuyên trồng rau xanh đem bán để có thêm nguồn thu cải thiện đời sống. So với trồng mì, cà phê thì việc trồng rau xanh đem lại thu nhập cao hơn 2-3 lần, nhưng đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Trước kia, gia đình chị Crew chỉ áp dụng tưới nước cho vườn rau bằng tay. Từ tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ đã hỗ trợ gia đình chị chuyển đổi sang trồng một sào đậu cô ve áp dụng tưới nước tiết kiệm. Qua 2 vụ canh tác, chị Crew nhận thấy vừa tiết kiệm được lượng nước tưới cho vườn rau xanh, vừa tiết giảm công lao động so với phương pháp tưới thủ công. Đặc biệt, năng suất vườn rau đạt cao hơn. Theo chị, trước đây, trung bình mỗi vụ, một sào đậu cô ve chỉ thu được khoảng 1,5-2 tạ quả, thì nay đạt 2,5-3 tạ quả một sào. Khi người ta hỗ trợ mô hình tưới nước tiết kiệm đây, tôi rất vui, tôi mừng vì đã tiết kiệm được công và cũng như coi tiết kiệm nước và cũng thu nhập năng suất thêm nhiều, ý là mang lại kinh tế cho gia đình nhiều hơn. Tương tự, hộ bà Angle cùng ở làng Phung cũng được Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm để phục vụ việc trồng rau sạch. Nhờ có hệ thống tưới tiết kiệm mà khu vườn đủ loại rau xanh của gia đình bà vẫn xanh mướt giữa mùa nắng nóng. Việc chăm sóc vườn rau cũng nhàn hạ hơn trước, trung bình tưới cả sào rau cũng chỉ mất tầm 15 phút. Nhờ nước tưới theo dạng phun sương nên lượng nước rải đều, ít ảnh hưởng tới cây. Nhà nước hỗ trợ mình tưới nước tiết kiệm để phục vụ sản xuất rau, mình rất mừng. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku đã hỗ trợ nguồn kinh phí 250 triệu đồng cho xã Biển Hồ để triển khai các chương trình phát triển sản xuất. Xuất phát từ thực tiễn nhu cầu đời sống sản xuất, Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ đã lựa chọn triển khai mô hình tưới nước tiết kiệm cho rau và mô hình nuôi heo sọc dưa bán hoang dã. Trong đó, riêng mô hình tưới nước tiết kiệm cho rau được áp dụng tại 5 hộ đang canh tác rau sạch, diện tích áp dụng mỗi hộ từ 1 đến 1,5 sào, với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 112 triệu đồng. Ngoài lắp đặt hệ thống tưới, bà con còn được cán bộ chuyên môn hỗ trợ tập huấn sử dụng hệ thống tưới phun sương, kỹ thuật chăm sóc rau. Tưới nước tiết kiệm cho rau thì được 5 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện. Thì đến nay cũng gần được nửa năm rồi. Thì cũng qua được hai vụ trồng cây, thì đến lúc này thì đến tại thời điểm này thì thu hoạch thì cũng năng suất cũng đạt cao hơn so với khi mà người ta chưa thực hiện cái mô hình. Tại vì khi mà thực hiện mô hình tưới nước tiết kiệm này thì một phần là sẽ tiết kiệm nước tưới, tiết kiệm công lao động và đặc biệt là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái cây trồng, cái sức khỏe của cây trồng, thì cây trồng nó sẽ phát triển mạnh hơn và năng suất hiệu quả sẽ cao hơn. Tiêu thụ sản phẩm thì hầu như là các tiểu thương hoặc là những cái hộ dân người ta biết là rau sạch thì họ sẽ đến tận nơi và họ mua. Sau hơn 2 vụ canh tác sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, các hộ trồng rau thụ hưởng hỗ trợ từ chương trình đã nhận thấy lợi ích của việc ứng dụng công nghệ này vào sản xuất. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đây còn là những nhân tố ban đầu điển hình trong cộng đồng để lan tỏa mạnh mẽ hơn việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong cộng đồng người dân tộc thiểu số.